Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái giống cây ăn quả mà cho trái quanh năm. Thì đây là cái giống vú sữa lò rèn nè các bạn. Mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều clip ha, các bạn xem là những clip trước của mình. Thì mới vừa dứt trái vào khoảng tháng 6, tháng 5. Tháng 6 vẫn còn nhưng mà rất là ít trái ha. Rồi tới tháng 6 thì bắt đầu tới tháng 6 vừa bẻ xong trái thì nó lại ra hoa tiếp tục đợt mới nè các bạn. Hiện tại bây giờ là tháng 7 thì hoa nó cũng đang chuẩn bị nở. Thì cây này quanh năm luôn ha, chưa hết đợt trái này là nó ra hoa đợt trái mới. Thì mùa này là mùa vú sữa, mùa chín của nó nè các bạn. Mùa này bắt đầu ra hoa thì khoảng gần Tết là chúng ta sẽ có vú sữa ha. Khoảng tháng 11 là chúng ta có vú sữa rồi. Thì cái loại này nó không cần phải kích thích, không cần phải kích thích để ra hoa tự nhiên và đậu quả rất là sai ha. Vú sữa lò rèn nha các bạn. Bông rất là sai. Kỹ thuật trồng cũng không có cần cầu kỳ lắm, chúng ta đơn giản là chúng ta chỉ cần chăm bón cho nó, phân hữu cơ đầy đủ cho nó là nó sẽ ra hoa và kết trái thôi. Khi nào có trái thì mình sẽ chăm sóc đặc biệt hơn là cho trái nó bóng. Còn chăm sóc định kỳ hàng tháng thì chúng ta chỉ cần xịt sâu ha. Đặc điểm của cái loại này là chỉ có sâu, sâu đục thăng. Mỗi tháng chúng ta đều xịt sâu đục thăng một đợt nha các bạn. Còn cái lúc ra hoa như thế này thì chúng ta xịt bình thường. Tại vì cái loại vú sữa này nó không có kén. Chúng ta hạn chế xịt sâu trong cái giai đoạn này, xịt trước và sau. Còn cái giai đoạn này thì có xịt nhưng mà xịt nhạt thôi nha các bạn. Chúng ta pha thuốc cho nó loãng ra hơn bình thường tí xíu, rồi vẫn xịt ngừa, mỗi tháng đều xịt ha các bạn. Thì cái tỷ lệ đậu quả của nó rất là cao, trái là chùm như là chùm nho luôn nha các bạn, rất là nhiều trái và cây nào cũng đều ra hoa và đang nở như thế này. Còn mình sẽ cập nhật lại cái clip thường xuyên cho các bạn xem ha, cũng như là cái kỹ thuật trồng chăm sóc để cho trái quanh năm. Bón phân thì chúng ta cứ lưu ý là bón định kỳ, 2 tháng bón một đợt. Một cây như thế này thì chúng ta bón cỡ 2 kg phân hữu cơ, còn NPK thì chúng ta chỉ cần bón khoảng 200g thôi nha các bạn. Cây xanh mướt, lá đẹp ha, trái quanh năm. Rồi mọi thắc mắc thì các bạn cứ liên hệ qua số Zalo 0939686894 mà mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.